6 tháng đầu năm, mức thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng hơn 45%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc muốn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm là hơn 238.000 tỷ đồng thì từ nay đến hết năm 2013, mỗi ngày làm việc thành phố Hồ Chí Minh phải thu được 1.000 tỷ. Quan trọng hơn nữa là phải đảm bảo tốc độ thu ngân sách vì đây chính là nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đã có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn khó khăn này. Trong 6 tháng đầu năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục khởi công 3 cây cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trọng điểm và hoàn thành vượt mức thời gian, sớm đưa vào sử dụng một cầu vượt tại quận Tân Bình. Đây không chỉ là nỗ lực vượt bậc của thành phố để giải quyết vấn đề giao thông, mà ở góc độ quản lý, việc ưu tiên vốn cho những công trình này, dù ngân sách có nhiều khó khăn, đã cho thấy sự kiên trì trong thực hiện 6 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Chúng ta tập trung vào cái giảm ùn tắc giao thông, nhưng đây chính là cái điểm rất mạnh của thành phố để giải quyết cái việc hàng tồn kho trong vật xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, trong giải quyết các cái cơ sở tầng của thành phố. Cũng trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giảm hệ số K, hệ số điều chỉnh giá đất xuống từ 1,1 đến 2 lần giá đất do thành phố quy định. Đây là tín hiệu tích cực để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo cho người dân yên tâm với tài sản gắn liền với đất. 6 tháng cuối năm là thời gian thực thi việc giải ngân gói hỗ trợ nhà ở xã hội với nguồn vốn hiện có từ 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Cái khó hiện nay chính là làm sao cung gặp được cầu. Trước ngày 10 tháng 7 sẽ có 3 dự án sẽ có cái kết nối, ký kết hợp đồng giữa cán bộ công chức với chủ đầu tư, với ngân hàng. Cụ thể là dự án Tô Hiến Thành, dự án nhà ở xã hội Hoàng Hoa Thám và dự án nhà ở xã hội ở Nguyễn Tường Hiền, quận Gò Vấp. Xác định đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh cũng chính là mang đến sự ổn định cho an sinh xã hội khi tạo ra việc làm, thu nhập ổn định. 8 nhóm giải pháp được Ủy ban nhân dân thành phố đề ra cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2013, trong đó tập trung chính vẫn là vấn đề giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ vốn cho sản xuất. Phải tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, rồi giảm các tai nạn xã hội. Mà chúng ta ổn định được cái tình hình xã hội, ổn định được tình hình trật tự thì nó đảm bảo cho ổn định sản xuất kinh doanh, rồi du khách mới đến đây. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn so với cả nước từ việc triển khai hiệu quả 4 chương trình bình ổn kéo dài cả năm 2013 với sự chung tay của 64 doanh nghiệp và 5 ngân hàng, hơn 7.000 điểm bán hàng bình ổn cố định và hàng trăm chuyến xe mang hàng lưu động đến tận vùng sâu, vùng xa, phục vụ cho gần 10 triệu cư dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa. Khó khăn trong nguồn vốn vì thế sẽ không còn là lực cản lớn cho nỗ lực ổn định an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.